Các bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 1348, Trường Sinh Quyết. Tộc trưởng, không biết ngài có kiến nghị gì không? Tên đã định rồi, hổ mảnh vẫn muốn nghe một vài kiến nghị về huyễn nguyệt thánh địa. Tiểu Bạch không suy nghĩ quá nhiều, liền đem ý nghĩ vừa rồi trong lòng nói ra. Ta không có quá nhiều đề nghị, nhưng có một mục tiêu các ngươi có thể tham khảo. Hổ mảnh vừa nghe, hai tay lập tức dựng lên, tập trung tinh thần sợ bỏ lỡ một chữ mục tiêu này chính là để hủy nguyệt thánh địa trở thành thánh địa trong lòng ma thú của phàm huyền hoang giới để cho tất cả ma thú ở phàm huyền hoang giới để cho tất cả ma thú ở nhân giới sau này lấy việc đến hủy nguyệt thánh địa bái kiến làm vinh quang nếu đã muốn làm vậy thì làm lớn một chút vậy thì trở thành một trong những thánh địa ngưu bức nhất của nhân giới ở phàm huyền hoang giới để hủy nguyệt thánh địa trở thành nơi mà tất cả ma thú ở phàm huyền hoang giới thậm chí là nhân giới sau này hướng tới nhất Tuy hổ mảnh không biết nhân giới là có ý gì, nhưng hắn biết phàm huyền hoang giới là gì. Tộc trưởng chính là tộc trưởng, quả nhiên không phải là người tầm thường như chúng ta có thể so sánh được. Lại muốn hủy nguyệt thánh địa trở thành thánh địa trong lòng ma thú ở phàm huyền hoang giới, lấy việc đến bái kiến hủy nguyệt thánh địa làm vinh quang. Đến lúc đó nếu có thể có được cảnh tượng như vậy, thì hủy nguyệt thánh địa sẽ là tồn tại gì đây? Vâng, tộc trưởng, cuối cùng, hổ mảnh vẫn không kiềm chế được sự chấn động trong lòng, mặt đầy vẻ tiếp động nói. Sau khi bình tĩnh lại một chút, hổ mảnh tiếp tục đưa ra một yêu cầu. Tộc trưởng, huyền phi tiền bối, ta muốn tiểu lan cô nương đến đảm nhiệm chức vụ phó tông chủ của huyền nguyệt thánh địa chúng ta. Hổ mảnh sau khi biết được tiểu lan là ma thú đầu tiên kế thừa truyền thừa võ đạo, liền lập tức nảy ra ý nghĩ này. Cộng thêm huyền phi đứng sau lưng tiểu lan, có thể đề cao rất nhiều lực ảnh hưởng của huyền nguyệt thánh địa bọn họ. Tiểu bạch không chút do dự nói, được, có thể chuyện này còn có gì phải suy nghĩ nữa theo hắn thấy quy tộc và ma long tộc đều nên gia nhập vào huỷ nguyệt thánh địa hiện tại không thành vấn đề huyền phi càng không có ý kiến gì tiểu lan có thể trở thành phó tông chủ của huỷ nguyệt thánh địa đây cũng là chuyện danh xứng với thực ngươi cũng có thể để cho tất cả ma thú có thể liên lạc được cùng nhau gia nhập vào đại gia đình huỷ nguyệt thánh địa này trước tiên hãy để huỷ nguyệt thánh địa trở thành thánh địa đầu tiên của huy hoàng đại lục thánh địa có quy mô lớn nhất thánh địa có thực lực mạnh nhất. Tiểu Bạch cuối cùng giọng dạc căng dặn, cũng chính là những lời này của Tiểu Bạch. Khiến cho huyễn nguyệt thánh địa xuất hiện trước mắt thế nhân không lâu sau đó, đã gây nên một trận sóng gió lớn. Hổ mảnh mặt mày hớn hở rời đi, không lâu sau, tiểu tử, ma hầu, ô vô hùng cùng nhau đến thú vương cung thương lượng đại sự. Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh đã đến ngày cuối cùng của hoạt động thanh minh. Sau khi kết thúc buôn bán, trong nhà hàng, Hổ thiên thiên vô cùng tò mò nhìn dương trưởng quỷ hỏi. Dương trưởng quỷ, những phần thưởng rút thăm trúng thưởng này là gì vậy? Dương Phong mỉm cười nói. Hắc hắc, chuyện này phải đến ngày kia mới công bố. Hôm nay là ngày kết thúc hoạt động ở thiên thần đại lục, do có sự chênh lệch về thời gian, bên hạo nguyệt đại lục vẫn còn đang kinh doanh. Cần phải đợi bên hạo nguyệt đại lục, hoạt động kết thúc, mới chính thức kết thúc. Nếu ai có bản lĩnh đó thì bây giờ có thể đến hạo nguyệt đại lục, vẫn có thể tham gia hoạt động. Còn về phần những người ở Hạo Nguyệt Đại Lục muốn đổi vật phẩm và nhận phần thưởng hoạt động. Chỉ có thể sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống đem quầy đổi thưởng bên này đến chi nhánh bên kia, thì mới có thể đổi được. Dương trưởng quỷ, ngày mai không mở thưởng sao? Hổ hoang hoang ngơ ngác hỏi. Thông thường sau khi hoạt động kết thúc, trước khi bắt đầu kinh doanh vào ngày hôm sau, sẽ mở thưởng. Chẳng lẽ lần này quy tắc đã thay đổi, tất cả mọi người đều tò mò nhìn Dương Phong, bọn họ cũng không hiểu đương nhiên ngoại trừ trần thị phi hiện giờ hắn vẫn đang kinh doanh ở chi nhánh dương phong cười ha hả ha ha ngươi quên mất còn có chi nhánh sao lúc này mọi người mới nhớ ra còn có chi nhánh đúng rồi chi nhánh bên kia còn một ngày nữa không còn cách nào khác sự tồn tại của chi nhánh thật sự là quá mờ nhạt đặc biệt là khi có hoạt động hai ngày nay bên tổng tiệm không có nhiều người mới đến làm thẻ hội viên mà bên chi nhánh thì nhiều hơn cho dù là nhân tộc hay ma thú đều đến chi nhánh để tham gia hoạt động. Chuyện của Lâm Động đã được truyền ra, mọi người đều biết rằng có một cửa tiệm như vậy tồn tại ở vân vụ Sơn Mạch. Đều nườm nượp kéo đến chi nhánh. Một mình Trần Thị Phi căn bản không thể bận rộn hết được, hai ngày nay đều là nhất hào đến hỗ trợ mới miễn cưỡng giải quyết xong. Sau bữa tối, Dương Phong trở về hậu viện của mình. Dương Phong thoải mái duỗi người, nằm trên ghế xích đu. Hệ thống, bây giờ có thể nói về quy tắc rút thăm trúng thưởng và bốn vật phẩm rút thăm trúng thưởng của hoạt động là gì rồi chứ dương phong vừa mới nằm xuống liền hỏi hệ thống về quy tắc rút thăm trúng thưởng của hoạt động thanh minh và phần thưởng là gì có thể hệ thống trả lời rất dứt khoát dương phong nghe vậy có chút bất ngờ hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi cứ tưởng hệ thống sẽ từ chối dù sao cũng chưa đến lúc không ngờ lần này hệ thống lại dễ nói chuyện như vậy Hôm qua hắn còn hỏi qua, bị hệ thống từ chối thẳng thừng. Quy tắc rút thăm trúng thưởng này rất đơn giản, ngẫu nhiên chọn ra từ những hội viên đã tiêu 1 tỷ kim tệ là được. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Dương Phong, Dương Phong nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe. Hiện tại, những người đã tiêu hơn 1 tỷ kim tệ, tổng cộng có 376 người. Chỉ riêng điều này thôi, Dương Phong đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Đối với nhiệm vụ doanh thu lần này, Dương Phong không lo lắng là không hoàn thành được. Hệ thống tiếp tục nói, tổng tiệm Thiên Ba Hồ có 289 người, chi nhánh Hạo Nguyệt Đại Lục có 87 người, đương nhiên, con số này có thể sẽ còn tăng lên. Bởi vì chi nhánh hiện tại vẫn đang tiếp tục kinh doanh, con số này có thể tăng lên bất cứ lúc nào. Hệ thống, đến lúc đó, việc rút thăm trúng thưởng sẽ được chia ra, mỗi loại công pháp, võ kỹ, linh căn sẽ có 4 người trúng thưởng, phần thưởng đặc biệt có 3 người trúng thưởng. Tổng cộng 15 người may mắn. Dương Phong nghe nói tổng cộng sẽ có 15 người trúng thưởng, không khỏi kinh ngạc. Tổng cộng sẽ có 15 người trúng thưởng, nói như vậy, tỷ lệ trúng thưởng là rất cao. Cho dù bên Hạo Nguyệt Đại Lục có thêm người trúng thưởng thì cũng chỉ khoảng 400 người. Sẽ không có sự tăng trưởng lớn. Chọn ra 15 người từ khoảng 400 người, tỷ lệ trúng thưởng này là tương đối cao. Đây cũng là lần có tỷ lệ trúng thưởng cao nhất kể từ khi có hoạt động đến nay hệ thống, những phần thưởng này rốt cuộc là gì? Sau khi biết số lượng người trúng thưởng, Dương Phong bắt đầu hứng thú với những vật phẩm này rốt cuộc là gì? Dương Phong muốn xem thử, phần thưởng đặc biệt cuối cùng có liên quan gì đến người tu tiên hay không? Phần thưởng công pháp là tâm pháp nhập môn tu tiên, trường sinh quyết. Võ kỹ là, ngự kiếm thuật, linh căn là linh căn ngũ hành ngẫu nhiên, phẩm giai là hạ phẩm, vật phẩm đặc biệt cuối cùng là bồi nguyên đan. Dương Phong vừa nghe công pháp là trường sinh quyết, hai mắt sáng lên, công pháp tu tiên cuối cùng cũng xuất hiện. Ha ha, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của bổn trưởng quỷ, công pháp tu tiên này đã xuất hiện. Trường sinh quyết, trường sinh quyết, tu luyện tốt có thể trường sinh, cái tên này tuy nghe quê mùa, nhưng cũng rất phù hợp. Sau khi tu luyện trường sinh quyết, có thể hấp thụ tinh hoa của trời đất để củng cố bản nguyên, chuyển hóa linh lực ngũ hành thành linh lực mà bản thân cần. Đây là một trong những công pháp tu tiên cơ bản nhất còn về phần võ kỹ ngự kiếm thuật không cần phải giới thiệu quá nhiều bản thân dương phong cũng biết về phần linh căng càng không cần phải giới thiệu đây là căn bản của tu tiên còn về phần bồi nguyên đan cuối cùng đó chính là thứ quý giá nhất trong số này bồi nguyên đan đúng như tên gọi có tác dụng củng cố bản nguyên nó còn có một công dụng khác đó là chuyển hóa linh lực bình thường trong cơ thể thành linh lực ngũ hành như vậy võ giả có thể chính thức bắt đầu xung kích để trở thành tu tiên giả. Đương nhiên, không thể nào thành công trăm phần trăm. Dương Phong được biết từ hệ thống rằng, trong một bình có tổng cộng 3 viên bồi nguyên đan, tức là lần này có tổng cộng 3 cơ hội. Nếu như ba cơ hội này ngươi đều thất bại, cũng không cần nản chí, sau này đợi cửa tiệm bán bồi nguyên đan với số lượng lớn. Ngươi vẫn có thể tiếp tục sử dụng, tiếp tục thử đột phá. Mỗi lần thất bại sẽ phun ra vài ngụm máu huyết, chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt là có thể tiếp tục thử. Tuyệt đối không được sau khi thất bại, lại tiếp tục sử dụng bồi nguyên đan, tiếp tục thử đột phá trở thành tu tiên giả. Làm như vậy, cho dù ngươi có trở thành tu tiên giả, thì căn cơ cũng sẽ bị tổn hại. Tu vi sau này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí là không thể tiến thêm được nữa. Lại có 15 người may mắn, có được vinh hạnh này. Xem ra nếu như vận khí của bọn họ đủ tốt, sẽ có ba tu tiên giả ra đời nếu dựa theo cách phân phối này cuối cùng quả thật sẽ có ba tu tiên giả ra đời tuy nhiên xác suất này là rất rất nhỏ trừ phi thế lực nào đó vừa vặn có được linh trăng và bồi nguyên đan nếu không sẽ không có thế lực nào đem những vật phẩm quý giá như vậy ra giao dịch có lẽ sẽ có ba tu tiên giả có lẽ sẽ không có ai xuất hiện tiếp theo chính là lúc so đấu vận may cuối cùng Dương Phong dùng sự chú ý vào phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoạt động. Phần thưởng hoạt động là tịnh hóa trấn vực bia và mở ra lục đạo luân hồi. Trấn vực bia sau khi được tịnh hóa sẽ là thứ gì? Liệu có liên quan gì đến minh vực hay không? Còn sau khi mở ra lục đạo luân hồi, có phải có thể lập tức để những người mới chết đầu thai hay không? Dương Phong càng hứng thú với những vấn đề này hơn. Nhưng tất cả những điều này đều phải đợi đến sau khi hoạt động kết thúc. Dương Phong vừa mới tính toán sơ qua doanh thu của hắn chắc chắn đã vượt mức không biết hệ thống có phần thưởng nào khác hay không với tính cách của hệ thống chắc chắn sẽ không có phần thưởng nào khác trừ phi hệ thống đột nhiên tốt bụng cuối cùng dương phong được biết khi rút thăm trúng thưởng chi nhánh cũng sẽ phát sóng trực tiếp đồng thời để chi nhánh bên kia chuẩn bị sẵn sàng chi nhánh bên kia sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp đồng thời vào lúc rạng sáng thông báo kết quả rút thăm trúng thưởng bên này nếu có người bên hạo nguyệt đại lục trúng thưởng thì cũng có thể đến quầy đổi thưởng để nhận. đến ngày hôm sau, dương phong nói cho trần thị phi biết chuyện này. bảo hắn nói với các hội viên bên hạo nguyệt đại lục rằng cửa tiệm sẽ phát sóng trực tiếp hoạt động rút thăm trúng thưởng tại chỗ trước khi tổng tiệm bên này bắt đầu kinh doanh. đồng thời dương phong cũng thông báo tình hình trong thể hội viên. cho dù là người hay ma thú ở thiên thần đại lục hay là ở hạo nguyệt đại lục đều đang chờ đợi hoạt động rút thăm trúng thưởng bắt đầu. ngày rút thăm trúng thưởng sắp đến. 5 giờ sáng theo giờ thiên thần đại lục. Bên ngoài cửa tiệm, người và ma thú chen chúc nhau đông nghịch. Trong số này, phần lớn là đến xem náo nhiệt, còn có một bộ phận nhỏ là đến để cổ vũ. Chỉ có một số ít người và ma thú là đến để rút thăm trúng thưởng. Hôm nay Dương Phong cũng dậy từ rất sớm, sau khi ăn sáng xong, nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ sáng. Hắn dùng thần thức quét qua phía trước cửa tiệm, đã thấy người đông như kiến cỏ, ước chừng có mười mấy vạn người mười mấy vạn người này đều quan tâm đến việc rút thăm trúng thưởng ở bên thông thiên thê còn có mấy vạn người đang trải nghiệm dương phong nhìn thấy vậy thì mỉm cười cử một số chi tiết nhỏ của lần rút thăm trúng thưởng này vào thể hội viên chắc chắn sau khi những người này biết được tỷ lệ trúng thưởng sẽ vô cùng kinh ngạc quả thật hiện tại những người bên ngoài cửa tiệm đều đang bàn tán về chuyện này theo bọn họ mỗi loại vật phẩm nhiều nhất chỉ có hai người may mắn trúng thưởng là hết cỡ rồi phần thưởng đặc biệt cuối cùng, chắc chắn chỉ có một suất. Ngay khi mọi người đang bàn tán, thể hội viên liền phát ra thông báo. Ha ha, mau nhìn xem, dương trưởng quỷ gửi tin tức rồi. Có người lớn tiếng nhắc nhở, khi mọi người nhìn thấy thông tin trên thể hội viên, đều ồ lên kinh ngạc. Rất nhiều người không dám tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần, mới phát hiện mình không nhìn lầm. 15 người, tổng cộng có 15 hội viên may mắn sẽ được rút thăm trúng thưởng. Ha ha, bốn công pháp, bốn võ kỹ, bốn linh căn, ba vật phẩm đặc thù, tổng cộng 15 phần thưởng, ta tất phải chiếm một, có kẻ điên cuồng cười lớn, vô cùng tự tin vào bản thân. Bọn hắn cũng đã tìm hiểu qua, bên này chỉ có hơn 200 người, cộng thêm chi nhánh bên kia nhiều nhất cũng chỉ 400 người. Trong hơn 400 người mà rút ra 15, xác suất là rất lớn. Hơn nữa đây còn là kết quả bọn hắn cố gắng kiềm chế trong mấy ngày cuối tháng, sắp đến cuối tháng rồi đến cuối tháng sẽ có hội đấu giá. Bọn hắn để dành một phần tiền, để dành cho hội đấu giá. Nếu như mọi người biết trước được vật phẩm đấu giá là gì, vậy thì tuyệt đối sẽ dốc hết vốn liếng ra để tranh đoạt. Về cơ bản, người của những thế lực lớn đều dùng tiền vào việc đổi điểm. Tổng cộng chỉ hơn 200 người, rút ra 15 người may mắn, xác suất trúng thưởng cao như vậy đã là rất lớn rồi. Đúng vậy, nếu xác suất cao như vậy mà ta vẫn không trúng, ta cũng chịu. Một số kẻ tiêu xài hơn 100 triệu kim tệ đều rất tự tin. Dù sao xác suất cao như vậy, bất kể là ai cũng sẽ có ý nghĩ muốn thử vận may. Hai, sai lầm rồi, thật sự là sai lầm rồi. Lúc này có kẻ than thở. Đúng vậy, sớm biết có bốn danh ngạch nhận được linh căn, Nho Phong Thiên Tông chúng ta tuyệt đối sẽ bỏ thêm 10 tỷ nữa để tranh đoạt. Không sai, lúc đó nghĩ rằng chỉ có một danh ngạch, cho nên mới kiềm chế, thật sự là hối hận. Lúc này, những thế lực lớn này đều bắt đầu hối hận, vốn dĩ muốn đầu tư một khoản tiền lớn để tranh đoạt. Không biết sau đó bọn hắn đều phát điên cái gì, lại giữ lại phần lớn tiền, muốn để dành cho hội đấu giá. Nếu không, linh căn này thế lực của mình tuyệt đối có cơ hội rút trúng. Các ngươi nói xem vật phẩm đặc thù kia sẽ là cái gì, có kẻ đưa ra câu hỏi về vật phẩm đặc thù. Chắc chắn còn quý giá hơn cả linh căn nếu không thì không thể nào xếp sau linh căng mà số lượng còn ít hơn linh căng một cái nói đến vật phẩm đặc thù mọi người lại bắt đầu thấy xót xa hối hận a à, nhưng mà vài ngày sau sau khi bọn hắn biết được vật phẩm đấu giá lại cảm thấy vô cùng may mắn vì quyết định lúc này giữ lại phần lớn tiền hạo nguyệt đại lục vân vụ sơn mạch trước chi nhánh cửa hàng nơi này cũng tụ tập rất đông người và ma thú chuyện của lâm động vừa truyền ra ngoài rất nhiều người liền mộ danh mà tới kẻ thống trị hạo nguyệt đại lục, hạo nguyệt đế quốc cũng phái mười mấy người tới xem xét tình hình. Bọn hắn nhận được một mật báo, vội vã chạy tới, buổi trưa sau khi hoạt động kết thúc, liền mua sắm một phen. Ha ha, vận khí của ta là tốt nhất trong các ngươi, 15 danh ngạch trúng thưởng này tuyệt đối sẽ có một phần của ta, vương bàn tử nhìn thể hội viên, cười ha hả. Hừ, vương bàn tử ngươi đang nằm mơ à? Ngươi mà cũng muốn trúng thưởng. Ngươi tiêu hết 100 triệu kim tệ chưa, Tô nhất minh ở bên cạnh lên tiếng châm chọc vương bàn tử nghe xong cả người liền yểu xìu a đúng rồi ta chỉ tiêu có mấy chục vạn kim tệ không có tư cách tham gia rút thăm ai cũng phí vận khí nghịch thiên của ta rồi vương bàn tử thiếu chút nữa thì đấm ngực dậm chân vận khí của hắn tuy rằng không phải nói là rất tốt nhưng cũng không tệ nhưng vận khí tốt như vậy lại không có tiền để hỗ trợ thật sự là lãng phí ở phía sau đám người có mười mấy người đang vây quanh một người trung niên lúc này từ bên ngoài một người cưỡi ma thú bay tới đáp xuống bên cạnh người trung niên vương gia tất cả đã chuẩn bị xong chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng chúng ta có thể khởi hành đi thiên thần đại lục những người này chính là người nhận được mật báo vội vã chạy tới tốt lần này đế quốc rất coi trọng chuyện này tuyệt đối không thể làm hỏng việc người trung niên gật đầu thân phận của hắn không tầm thường là một vị vương gia của đế quốc, nhận lệnh của hoàng đế phái tới. Đúng rồi, ban thưởng cho lâm động đã ban xuống chưa? Vương gia của hạo nguyệt đế quốc hỏi. Sau khi biết được chân tướng của một số chuyện, bọn hắn liền báo cáo lên triều đình, xin triều đình ban cho lâm động một tước vị, cùng với những phần thưởng khác. Bọn hắn dùng phương pháp đặc biệt, trong vòng hai ngày đã truyền tin tức tới hoàng đế hạo nguyệt. Hoàng đế hạo nguyệt cũng rất hào phóng, một đạo thánh chỉ ban thưởng liền được ban ra từ hoàng cung bẩm vương gia, dựa theo thời gian, trước lúc trời sáng hẳn là có thể tới nơi. Khóe miệng vương gia khẽ nhếch lên, tốt, lâm động này là người được dương trưởng quỷ coi trọng, chúng ta bất kể phải trả giá thế nào, cũng phải lôi kéo quan hệ với hắn. Ngay lúc này, cửa hàng bỗng mở ra. Kết kẹt. Trần Lâm từ trong cửa hàng bước ra. Trần Lão tiên sinh, tất cả mọi người đồng thanh hô lên. Trần Lâm mỉm cười gật đầu, ba ngày sau khi hắn nói với những người này xong, Đoán chừng bọn hắn sẽ chờ ở đây. Ha ha, chắc hẳn mọi người đều không rời đi, đang ở đây chờ rút thăm đúng không? Trần Lâm mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Mọi người gật đầu đồng ý, Dương trưởng quỷ đã dậy rồi, một lát nữa sẽ là thời gian rút thăm, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút. Lúc Trần Lâm tới, Dương Phong đã nói sẽ bắt đầu rút thăm vào lúc 7 giờ sáng. Về phần, lúc đó Dương trưởng quỷ sẽ dùng hình thức nào để công bố kết quả? chỉ có đến lúc đó mới biết được. Lúc đó sẽ dùng hình thức phát sóng trực tiếp, chiếu hình ảnh trước cửa hàng tới đây. Về phần dùng phương thức gì để chiếu, hình ảnh được chiếu tới sẽ là gì, Trần Lâm cũng không biết. Chỉ có đến lúc đó, khi hình ảnh xuất hiện, mọi người mới có thể nhìn thấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới 7 giờ sáng, Dương Phong cũng xuất hiện ở trước cửa hàng. Dương trưởng quỷ ra rồi, mọi người thấy Dương Phong đi ra, nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Dương trưởng quỷ, tiếng chào hỏi vang lên như sấm dậy đất bằng, vô cùng chấn động. Bên chi nhánh. Khi Dương Phong xuất hiện ở cửa hàng, trên bầu trời liền xuất hiện một vùng sáng lấp lánh. Khi những điểm sáng nhỏ kết hợp lại với nhau, hình ảnh liền hiện ra rõ ràng. Trong hình ảnh chỉ có một mình Dương Phong, y phục tung bay, khóe miệng khẽ nhếch lên, quả thực là đẹp trai người người. Là Dương trưởng quỷ, thật sự là quá đẹp trai, không sai, ta chưa từng thấy nam nhân nào đẹp trai hơn dương trưởng quỷ, trước cửa chi nhánh, mọi người thi nhau nịnh nọt. Tuy rằng bọn hắn biết Dương Phong không nhìn thấy cũng không nghe thấy những lời nịnh nọt này, nhưng vẫn phải nịnh, hơn nữa phải nịnh hết sức có thể. Nếu như Dương Phong có mặt ở đây, tuyệt đối sẽ bị những tiếng, đẹp trai, ngầu, này làm cho đánh mất bản thân. Người này chính là chủ nhân cửa hàng sao? Vương gia của Hạo Nguyệt Đế quốc nhìn hình ảnh, lẩm bẩm nói. Dương trưởng quỷ, không bao lâu nữa chúng ta sẽ được gặp mặt, vương gia của Hạo Nguyệt Đế quốc siết chặt hai tay. Chỉ cần hắn tới được Thiên Thần Đại Lục, vậy thì Hạo Nguyệt Đại Lục bọn hắn sẽ không cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa. Ha ha, mọi người đợi lâu rồi chứ? Dương Phong nhìn những gương mặt mong chờ, cười nói. Mọi người vội vàng gật đầu. Ta cũng không muốn nói nhảm nữa, bây giờ ta sẽ giới thiệu phần thưởng đầu tiên được rút thăm. Dương Phong không dài dòng, trực tiếp đi vào chủ đề. Phần thưởng đầu tiên được rút thăm chính là võ kỹ, tổng cộng 4 danh ngạch. Dương Phong nói tới đây, dừng lại một chút, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Võ kỹ này tên là ngự kiếm thuật, ngự kiếm thuật là gì? Dương Phong nói xong, liền hỏi ngược lại, lúc này, bất kể là nhân tộc hay ma thú đều lâm vào trầm tư. Ngự kiếm thuật, ngự kiếm thuật là gì? Ngoại trừ nhân viên cửa hàng, chỉ có một số ít người biết ngự kiếm thuật là gì? những người này chính là người đã từng tiến vào khu khảo nghiệm truyền thừa võ đạo. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó tin. Ngự kiếm thuật, đây chính là ngự kiếm thuật A, cảnh giới cao nhất của kiếm đạo chính là ngự kiếm, không ngờ võ kỹ đầu tiên được đưa ra lại là ngự kiếm thuật. Lỗ rồi, lỗ lớn rồi. Mẹ nó sao lúc trước mình lại ngu xuẩn như vậy, để dành nhiều kim tệ như thế để tham gia hội đấu giá. Chi bằng để cho đệ tử trong môn phái cầm 100 triệu kim tệ đi tiêu xài, đi phá phách, còn có thể có thêm một cơ hội rút thăm. Nhưng mà bọn hắn cũng không suy nghĩ kỹ, thế lực của ngươi bỏ tiền ra, thế lực khác cũng bỏ tiền ra, cuối cùng kết quả cũng chẳng khác gì nhau. Dương Phong nhìn ánh mắt mờ mịt của phần lớn mọi người, tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi học được ngự kiếm thuật, là có thể dùng khí điều khiển kiếm, hóa khí thành kiếm, nhân kiếm hợp nhất, lấy ý niệm điều khiển kiếm, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, những người kia nghe xong, hai mắt trợn tròn trong mắt bọn hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng mà trong sự khiếp sợ còn có một tia mờ mịt. Dương trưởng quỷ nói nghe thật lợi hại, chỉ cần học được ngự kiếm thuật là có thể nhân kiếm hợp nhất. Nhưng mà cái gì là dùng khí điều khiển kiếm? Cái gì là hóa khí thành kiếm? Cái gì là lấy ý niệm điều khiển kiếm, cho dù là ở thế giới nào, người mới, kẻ gà mờ vĩnh viễn chiếm đa số? Cho nên nếu không giải thích trực tiếp rõ ràng cho bọn hắn, với cái đầu óc bé bằng hạt đậu phộng của bọn hắn, căn bản là không hiểu được nói đơn giản sau khi học được ngự kiếm thuật ngươi có thể dùng bất kỳ thanh kiếm nào làm phi kiếm cũng có thể dùng bất cứ thứ gì biến thành kiếm phổ biến nhất chính là hóa khí thành kiếm dương phong nói tới đây đưa tay chỉ lên trời vút một đạo kiếm khí kinh thiên từ đầu ngón tay của dương phong bắn ra đạo kiếm khí này trực tiếp xé rách hư không chui vào khe nứt không gian tối đen như mực lợi hại ta muốn học quá ngầu nếu ta biết chiêu này, ở trong tông môn, ta tuyệt đối là người đầu tiên có quyền chọn lựa đạo lữ. Trước cửa hàng, tiếng kinh hô, tiếng tháng phục vang lên không ngớt, sôi trào như nước sôi. Dương Phong phất tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Bây giờ bắt đầu rút thăm bốn số hiệu hội viên nhận được ngự kiếm thuật. Mọi người chú ý số hiệu hội viên của mình nhé, Dương Phong nói xong, búng tay một cái. Lúc này, trên hư không xuất hiện một màn sáng trên màn sáng có những dãy số hội viên đang lăn tròn bên chi nhánh hạo nguyệt đại lục hình ảnh cũng biến thành những dãy số hội viên đang chuyển động sau khi những dãy số lăn tròn khoảng một phút dương phong lại búng tay một cái các dãy số dừng lại lúc này mọi người cẩn thận nhìn những dãy số có người còn lấy thẻ hội viên của mình ra để đối chiếu ngay khi mọi người đang bận rộn đối chiếu một tiếng cười lớn vang lên từ trong đám người ha ha ta trúng rồi, ta trúng rồi, dãy số này là của ta, ha ha, nhị trưởng lão của Nho Phong Thiên Tông, Phương Hiếu Như, một tay chống nạnh, một tay cầm thẻ hội viên, cười lớn như điên. Mẹ kiếp, không công bằng, sao lão già này lại trúng thưởng được chứ, đúng vậy, lão già mồm thối này sao có thể trúng thưởng được, nhất định là lão già này nhìn nhầm rồi. Một số người nhìn Phương Hiếu Như đang mừng như điên, trong lòng chua xót như uống phải một vò giấm. Chúc mừng nhị trưởng lão, chúc mừng nhị trưởng lão còn người của nho phong thiên tông thì từng người một đều nhảy cẩn lên vì hưng phấn việc rút thăm số hiệu hội viên vẫn tiếp tục phía dưới dãy số đầu tiên dãy số may mắn thứ hai bắt đầu chuyển động khi dãy số dừng lại mọi người đều đang xem xét xem có phải là số hiệu hội viên của mình hay không năm giây sau một giọng nữ hưng phấn vang lên của ta của ta cụ tổ ta trúng rồi ta trúng rồi bên cạnh đường uyên một thiếu nữ xinh đẹp kích động hô lên. Nàng tên là Đường Mộ Tuyết, là cháu gái của Đường Uyên. Là Mộ Tuyết, ha ha, đường gia ta rốt cuộc cũng có người thành tài rồi, Đường Uyên vô cùng kích động, râu mép cũng rung lên. Đường gia bọn hắn rốt cuộc cũng có một người thành tài. Không cần phải bị người trên đại lục chê cười nữa rồi. Sau khi Đường gia từ bỏ quyền quản lý đại đường đế quốc, bề ngoài đường gia vẫn là thế lực đứng đầu thiên thần đại lục. Tuy rằng người nắm quyền thực sự sau lưng đại đường đế quốc vẫn là đường gia. Nhưng khó tránh khỏi bị người ta chê cười, dù sao cũng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Số hiệu hội viên may mắn thứ ba dừng lại sau một phút. EA, Phong Vân Lam vung tay hoang hô. Số hiệu hội viên may mắn này là của nàng. Lúc này, toàn bộ Vân Yên Thiên Tông đều chìm trong sự vui mừng. Chúc mừng Tông Chủ, chúc mừng Tông Chủ tiếng chúc mừng của các đệ tử và trưởng lão Vân Yên Thiên Tông vang xa. Người ở bên thông thiên thê nghe thấy tiếng hoang hô, đều đưa mắt nhìn sang. Chúc mừng Phong Tông Chủ, người của các thế lực khác bên cạnh Phong Vân Lam cũng nhao nhao hướng nàng chúc mừng. Danh ngạch cuối cùng của phần thưởng võ kỹ bắt đầu chuyển động. Lúc này, người và ma thú trong danh sách đều thành tâm cầu nguyện. Hy vọng bản thân có thể trở thành kẻ may mắn được chọn ra số thứ tự cuối cùng của phần thưởng vũ kỹ được đưa ra người trước cửa hàng duyên đến duyên đi đều im phăng phắc tất cả mọi người nhìn lẫn nhau tìm kiếm kẻ may mắn này nhưng thủy chung không có ai lên tiếng lúc này mọi người mới nhận ra kẻ may mắn này có khả năng là người bên chi nhánh hạo nguyệt đại lục trước cửa hàng chi nhánh một tiếng reo hò mừng rỡ vang lên của ta số này là của ta lâm động nhìn số hiệu hội viên trên tay giống hệt với số thứ tư được xướng ra Lâm Động biết, mình trúng thưởng rồi. Ha ha, Lâm Động là ngươi, ta biết đây là số của ngươi, ha ha, không hổ là huynh đệ của ta, vận khí quả nhi nghịch thiên. Lâm Động vừa dứt lời, Tô Nhất Minh liền nắm lấy vai hắn, lắc mạnh. Tiếng hoan hô chúc mừng vang lên bên cạnh Lâm Động. Chúng ta xin chúc mừng bốn vị hội viên may mắn này, nhận được võ kỹ ngự kiếm thuật. Sau khi cửa hàng mở cửa, hãy đến quầy đổi thưởng để nhận giọng nói của dương phong vang lên bên tai mọi người vẻ thất vọng trong mắt mọi người lập tức biến mất bọn họ biết mình còn cơ hội có được vật phẩm tốt hơn tiếp theo chúng ta sẽ chọn ra bốn vị nhận được công pháp giọng nói của dương phong lại vang lên tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn công pháp là công pháp nghịch thiên nào đây công pháp này tên là trường sinh quyết dương phong gằn từng chữ trường sinh quyết trường sinh quyết chẳng lẽ đây là mọi người nghe ba chữ này chậm rãi nghiền ngẫm đột nhiên trong mắt mọi người bùng lên ánh sáng nóng bỏng tất cả mọi người đều nghĩ đến một điều dương phong nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người chậm rãi nói bản chưởng quỷ nhìn ra suy nghĩ của các ngươi sau khi nghe thấy ba chữ trường sinh quyết không sai trường sinh quyết này chính là công pháp tu tiên quà dương phong vừa dứt lời những người đang xem phía trước cửa hàng ồ lên kinh ngạc cả bầu trời phía trên cửa hàng như muốn nổ tung tiếng kinh hô vang lên xé toạc mây xanh bọn họ không ngờ công pháp này lại là công pháp tu tiên tuy rằng hiện tại có công pháp này cũng không thể tu tiên nhưng có công pháp này đồng nghĩa với việc đi trước người khác một bước nhỡ đâu sau này trong thế lực của mình có người trúng linh căng thành công tu tiên vậy là có thể bỏ xa các thế lực khác một khoảng lớn bên chi nhánh cũng ồ lên tuy rằng bọn họ không hiểu rõ tu tiên là gì nhưng nghe trần thị phi nói ngay cả thần linh cũng không bằng tu tiên giả nếu trở thành tiên nhân thì có thể trường sinh bất lão hiện tại phương pháp tu tiên này xuất hiện rồi nghe tên đã thấy lợi hại trường sinh quyết cái tên công pháp tu tiên này nghe quả nhiên khác biệt trường sinh trường sinh chẳng phải là tu luyện rồi sẽ trường sinh sao bây giờ chúng ta sẽ rút ra bốn vị may mắn nhận được trường sinh quyết giọng nói của dương phong vang lên bên tai mọi người cả người và ma thú trước cửa hàng chính và chi nhánh đều im lặng mọi người đều nhìn chằm chằm vào dãy số đang chuyển động nhất định phải trúng nhất định phải trúng nhất định là ta nhất định là ta cho ta trúng đi tất cả mọi người đều gào thét trong lòng khi số hiệu hội viên đầu tiên hiện ra những tiếng gào thét này lập tức biến thành tiếng than khóc. A, là của ta, đây là số thẻ hội viên của ta, cha, đây là số thẻ hội viên của ta, trong một góc, tôn tiểu tiểu chỉ vào thẻ hội viên trên tay, hét lớn với tôn nhị huân. Tôn nhị huân sững người một lúc, sau đó tỉnh táo lại, miệng cười tuê tuét đến mang tai. Ta kháo, tôn môn chủ, ngươi sắp phát đạt rồi, tôn môn chủ, chúc mừng ngươi, những người quen biết xung quanh đều chúc mừng tôn nhị huân ha ha không hổ là con gái của ta ha ha tôn nhị huân cười như điên hắn lấy ra một thanh phi kiếm đặt chân lên chậm rãi bay lên trên đỉnh đầu mọi người một tay chắp sau lưng một tay vẫy chào những người đang chúc mừng hắn không dám không dám tối nay ta sẽ mở tiệc chiêu đãi tại đại đao môn các vị nhất định phải đến đấy lần này tôn nhị huân đã đánh cược đúng đại đao môn đã bán hết tất cả những thứ có giá trị lại đi vay một khoản tiền lớn từ các thế lực khác ngay cả phong hỏa luân của hắn cũng đem đi cầm cố để đánh cược rằng số hiệu hội viên của con gái hắn sẽ được rút trúng tại sao tôn nhị huân lại có dũng khí lớn như vậy để đánh cược này chỉ có một lý do tôn tiểu tiểu nói nàng nằm mơ thấy mình trúng thưởng nhận được thứ tốt chỉ dựa vào một giấc mơ vớ vẩn như vậy tôn nhị huân lại tin tưởng vào ngày cuối cùng của sự kiện hắn đã gom góp đủ một tỷ kim tệ vung tiền mua sắm, cuối cùng cũng đạt đủ yêu cầu. Những người quen biết Tôn Nhị Huân, ai nấy đều ghen tị. Mẹ kiếp, sao chuyện tốt gì cũng rơi vào nhà lão Tôn, không biết a à, mặc kệ, tối nay chúng ta đến Đại Đao Môn, nhất định phải ăn cho hắn khuynh gia bại sản. Khi số hiệu hội viên thứ hai trúng thưởng trường sinh quyết hiện ra, một tiếng cười to hơn cả tiếng cười của Tôn Nhị Huân vang lên. Ha ha, ha ha, ha ha, là ta, ta trúng rồi, là ta trúng rồi, ha ha, mọi người nhìn lại, thì ra là tông chủ thiên vô thiên tông, mã minh triết. Lúc này, hắn cầm thể hội viên trên tay, cả người rung lên vì kích động. May mà có hai vị trưởng lão đỡ hai bên, nếu không đã mất mặt lắm rồi. Thiên vô thiên tông, đúng là gặp may mắn lớn, đúng vậy, có công pháp này, sau này thiên vô thiên tông sẽ rất mạnh. Những người của các thế lực lớn khác có chút ghen tị thiên vô thiên tông vốn là một thế lực không có vận may cơ bản không bao giờ có phần không ngờ lần này vận may lại bùng nổ trúng thưởng trường sinh quyết không vội không vội còn hai suất nữa hai suất này nhất định sẽ có phần của ta khổng khánh phong đứng giữa đám đông chấp hai tay trước ngực thành tâm cầu nguyện trên đầu hắn tộc trưởng huyền ngọc thiên vương phong phong diệu đang an ủi đừng vội nhất định sẽ có phần của ngươi hai người bọn họ có thể nói là quen biết nhau từ những trận chiến sau này khi rảnh rỗi khổng khánh phong thường đến lãnh địa của huyền ngọc thiên vương phong để thăm phong diệu hiện tại quan hệ của hắn và phong diệu rất tốt khi số hiệu hội viên thứ ba xuất hiện khổng khánh phong sau khi kiểm tra ba lần liền mừng như điên ga ga ta đã nói là sẽ có phần của ta mà ta đã nói là sẽ có phần của ta mà ha ha người trúng thưởng thứ ba chính là khổng khánh phong ta đã nói rồi nhất định sẽ có phần của ngươi phong diệu cũng vui mừng cho người bạn này phong diệu huynh đệ tất cả đều là nhờ ngươi a à, chắc chắn là lời ngươi vừa nói đã linh nghiệm khổng khánh phong cảm kích nói với phong diệu đại tề đế quốc ta uy vũ bá khí những tiếng hô vang đại tề đế quốc uy vũ vang lên trên bầu trời hồ thiên ba các con số trên hư không lại bắt đầu chuyển động dương phong sẽ không vì một số người đang hò reo mà dừng việc rút thăm số hiệu hội viên thứ tư nhận được trường sinh quyết đã xuất hiện người và ma thú trước cửa hàng lại im lặng không có ai ra nhận điều này có nghĩa là lại một người bên hạo nguyệt đại lục trúng thưởng a à, tiểu thư là số hội viên của người tiểu thư trúng rồi trước cửa hàng chi nhánh hồng y nắm lấy tay trình yên nhiên tiếp động nói vương gia là nhị thập tam công chúa một người đứng bên cạnh vị vương gia của hạo nguyệt đế quốc cố nén sự vui mừng trong lòng nói ha ha mau truyền tin vui này về vị vương gia kia thấy vậy thì mừng rỡ vội vàng nói với một thị vệ bên cạnh trình gia bọn họ có khả năng sẽ xuất hiện một tu tiên giả đại tỷ thật sự là tỷ sao tô nhất minh kinh ngạc nhìn trình yên nhiên ừm ừm trình yên nhiên gật đầu lúc này nàng đang rung lên vì kích động mình lại trúng thưởng mình có thể có công pháp tu tiên chúc mừng đại tỷ chúc mừng đại tỷ đàm vĩnh lâm vương bàn tử và lâm động đều hưng phấn kêu lên dương phong thản nhiên nói chúc mừng bốn vị hội viên này mong các vị tiếp tục cố gắng dương phong nói đến đây dừng lại một chút kéo sự chú ý của mọi người về phía mình tiếp theo chúng ta sẽ rút thăm bốn người nhận được linh căng nghe đến đây mọi người đều tập trung tinh thần vĩnh tai lắng nghe bọn họ biết tác dụng của linh căn này. Mọi người đều biết, muốn trở thành tu tiên giả thì linh căn là điều kiện cơ bản và quan trọng nhất, không có linh căn thì không thể nào trở thành tu tiên giả. Không có linh căn thì không có khả năng trở thành tu tiên giả. Có linh căn mới có tư cách bước vào con đường tu tiên. Linh căn lần này là linh căn hạ phẩm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, người trúng thưởng sẽ nhận được một trong năm loại linh căn này một cách ngẫu nhiên. Linh căn hạ phẩm là loại linh căn kém nhất trong cửa hàng. Tuy là kém nhất, nhưng có một ưu điểm, đó là có thể dung hợp. Có khả năng 10 hoặc 20 linh căn hạ phẩm dung hợp với nhau sẽ tạo thành linh căn trung phẩm. Tất nhiên, điều này không phải là tuyệt đối, chỉ là có khả năng xảy ra mà thôi. Hiện tại sẽ có 4 người may mắn nhận được linh căn tu tiên này. Nói đến đây, Dương Phong búng tay, bắt đầu rút thăm. Lúc này ngoại trừ những người đã trúng thưởng những người khác đều đang gào thét và cầu nguyện trong lòng đây chính là tiên duyên có linh căn mới có khả năng trở thành tu tiên giả lại một tiếng búng tay vang lên số hiệu hội viên đầu tiên nhận được linh căn đã được xác định a à, là ta là ta một tiếng hét thất thanh vang lên tộc trưởng người xem đây là số hội viên của ta sở uu của ma nhân tộc dơ thẻ hội viên lên lắc lư trước mặt sở mộng vân. Ha ha, không hổ là u u nhà ta, là người đầu tiên nhận được linh căn. Sở kinh cuồng cười ha hả. Sở mộng vân ôm sở u u, xoay vòng vòng. Ha ha, chúc mừng sở cô nương nhận được linh căn. Mọi người xung quanh đều nhìn sở u u với ánh mắt chúc phúc và ghen tị. Ai mà chẳng ghen tị khi có được linh căn chứ, Dương Phong nhìn ma nhân tộc đang ôm nhau nhảy múa, vui như Tết tiếng búng tay lại vang lên, số hiệu hội viên thứ hai nhận được Linh Căng xuất hiện. Trời ơi, các huynh đệ, ta trúng rồi, ta trúng rồi, đây là số hội viên của ta. Tần Lam nhảy dựng lên cao 3 mét. Mẹ kiếp, Tần Lam, ngươi đúng là gặp may rồi. Hứa Nguy nhìn Tần Lam mặt đỏ gay vì hưng phấn, nói với giọng chua chát. Ngụy Thư Tuấn, chấn tập, từ ba, Lưu Bằng lập tức vây quanh Tần Lam. Ha ha, đúng vậy, Ta gặp may rồi, đây là lần đầu tiên ta trúng thưởng lớn, nhưng mà, tuy ta trúng linh căn này, nhưng sẽ không dùng trên người ta đâu. Tần Lam biết thân biết phận, có lẽ lát nữa sẽ có người đến tìm hắn. Dù sao thì số tiền hắn dùng để mua sắm cũng là do cấp trên đưa, hắn chỉ là một kẻ làm việc vặt mà thôi. Những người vây quanh Tần Lam nghe vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ, quả nhiên là vậy. Lúc này, có một người chen vào, nhỏ giọng nói với Tần Lam, "Nhị thập thất hoàng tôn" bệ hạ cho mời người tần lam nhún vai nhìn những người anh em của mình ra hiệu bằng mắt thấy chưa người đến rồi kìa tần lam lập tức đi theo người kia các huynh đệ của hắn thấy vậy cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết cười khổ lắc đầu dương phong búng tay lần thứ ba để rút thăm linh căng là ta trúng rồi là ta trúng rồi một giọng nói hơi kích động vang lên vì giọng nói này không lớn lắm nên chỉ những người đứng gần mới nghe thấy người đầu tiên nghe thấy là trương vô hối của thanh vân thiên tông a à, nhâm trưởng lão là người trúng sao trương vô hối mừng như điên cuối cùng thanh vân thiên tông của hắn cũng có người trúng thưởng người trúng thưởng chính là trưởng lão nhâm nghị của bọn họ ha ha tông chủ đợi linh căn này được lấy ra tông chủ hãy dùng nó nhậm nghị cười hiếp mắt nói trương vô hối nghe vậy thì xử người a à, nhậm trưởng lão ý người là nhậm nghị cười ha hả ha ha ngươi là tông chủ không cho ngươi thì cho ai hướng vấn thiên đứng cách đó không xa nhìn trưởng lão nhậm nghị của thanh vân thiên tông luôn có cảm giác quen thuộc sau khi nhìn chằm chằm nhậm nghị thật lâu hai mắt hướng vấn thiên sáng lên một tia sáng là hắn hướng vấn thiên rốt cuộc nhận ra nhậm nghị hắn vốn định lập tức đi tới khống chế nhậm nghị nhưng ngay khi hắn định đứng dậy thì một giọng nói vang lên bên tai chuyện trước kia cứ để hắn cho qua đi, hiện tại hắn tên là Nhậm Nghị, không phải lận dễ chịu. Hướng vấn thiên quay đầu nhìn lại, là sư phụ hắn vân tử mặt. Vân tử mặt nói xong liền gật đầu với hướng vấn thiên, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía màn sáng. Hướng vấn thiên nghe vân tử mặt nói xong, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó cũng hiểu ra. Đúng vậy, người ta hiện tại tên là nhậm nghị, không phải lận dễ chịu. Chuyện trước kia, cứ để hắn cho qua đi. Lúc này, danh ngạch linh căn cuối cùng sắp xuất hiện. Vị trí cuối cùng, nhất định là ta, nhất định là ta, nhất định phải là ta, đại hán đế quốc ta còn chưa có thu hoạch. Thiên thứ lâu, thiên thứ lâu. Tuyệt đối sẽ là yêu thú của ta, nhất định sẽ là yêu thú nhất tộc của ta. Người và yêu thú còn cơ hội đều đang cầu nguyện, đây chính là linh căn cuối cùng của hoạt động lần này. Sau khi số hiệu hội viên trúng thưởng được đưa ra, một loạt tiếng than khóc vang lên. Mẹ kiếp, lại bỏ lỡ cơ hội tốt, hai, linh căn này không có duyên với ta a, à. đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc, nhưng ta còn có cơ hội, vật phẩm đặc thù kia tuyệt đối sẽ là của ta. Ngay khi mọi người đang nghị luận ầm ĩ, một giọng nói vô cùng thô bạo vang lên. Gào, là của ta, đây là của ta. Thái thượng trưởng lão của Huyễn Nguyệt Ma Sâm Thú Hoàng cung, đại địa ma hùng hùng khoát hải, hai tay dùng sức vỗ ngực mình, dãy số hiệu hội viên này là thuộc về hắn. Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão, tất cả yêu thú huyễn nguyệt ma sâm ở đây đều hưng phấn hô to. Ha ha, quả nhiên là lão hùng ngươi, viên hồng, chuẩn thiên la, điệp tiểu phi đều cười lớn chúc mừng. Chỉ cần là yêu thú của huyễn nguyệt ma sâm bọn họ đạt được linh căng là được, còn ai đạt được thì không quan trọng. Quan trọng là giữ linh căng lại huyễn nguyệt ma sâm. Đến đây, bốn vị đạt được linh căng đều đã xuất hiện. Trước tiên chúng ta xin chúc mừng bốn vị hội viên đạt được linh căn, chúc các ngươi sau này trên con đường tu tiên, một đường thuận lợi. Dương Phong chân thành chúc mừng bốn vị hội viên đạt được linh căn, có được linh căn chí ít cũng có tiên duyên. Có lẽ sau này bọn họ chưa chắc có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nhưng ít nhất có thể bước lên con đường tu tiên. Dương Phong nhìn vẻ cô đơn trong mắt đại đa số người, tiếp tục nói, nhưng những người không có được linh căn cũng đừng nản chí, cửa hàng của ta sẽ thường xuyên tổ chức hoạt động, đưa ra linh căn đến lúc đó mọi người tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Còn nữa, mọi người cũng phải lưu ý một chuyện vô cùng quan trọng. Dương Phong nói tới đây, dừng lại để mọi người có chút thời gian chuẩn bị. Mọi người nghe Dương Trưởng Quỷ nói lời này, đều vĩnh tay lên. Chẳng lẽ, Dương Trưởng Quỷ muốn tuyên bố điều gì, hay là chuyện có liên quan tới Linh Căng, ở khu vực được ngũ hành linh khí bao phủ, nếu có trẻ sơ sinh chào đời, có lẽ sẽ có Linh Căng bẩm sinh, đặc biệt là những người có thiên phú tu luyện tốt, hoặc là hậu duệ của người có vận khí tốt, rất có thể sẽ có linh căn. Hễ là sinh sống ở nơi ngũ hành linh khí bao phủ, lâu ngày hấp thu ngũ hành linh khí. Nếu như thụ thai trong hoàn cảnh này, thai nhi rất có thể sẽ tự nhiên hình thành linh căn. Cái gì? Nơi ngũ hành linh khí bao phủ, trẻ sơ sinh sẽ có linh căn bẩm sinh, mọi người nghe vậy, trong lòng giấy lên sóng to gió lớn. Mẹ kiếp đợi lát nữa ta nhất định phải phát động toàn tộc cố gắng sinh con cho ta. Không sai, những người có thiên phú tốt đều phải cố gắng sinh con cho ta. Cho dù là tộc trưởng của đại gia tộc hay tiểu gia tộc, lúc này đều âm thầm hạ quyết tâm, muốn để người trong tộc điên cùng sinh con. Hơn nữa nếu đứa trẻ nào sinh ra có linh căn, gia tộc sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có thể để những đứa trẻ có linh căn này kế thừa gia nghiệp. Truyền lệnh xuống cho ta, những đứa con cháu bất hiếu kia đều phải tới hành cung hảo hảo sinh con cho ta tần hảo nói với một người bên cạnh là hoàng đế của đại tần đế quốc con cháu của hắn rất nhiều là hoàng tử hoàng tôn của đế quốc bọn họ có trách nhiệm không thể chối bỏ trong việc làm cho đế quốc phồn vinh cường thịnh hiện tại chính là lúc bọn họ phải hy sinh vì sự phồn vinh cường thịnh của đế quốc không chỉ hoàng tử hoàng tôn tất cả con cháu tần thị đều phải hy sinh vì sự phồn vinh hưng thịnh của đại tần đế quốc sự hy sinh này chính là sinh thật nhiều con cái từ hôm nay trở đi các cặp vợ chồng tới thiên phong thành sinh con nối tiếp nhau không dứt tiếng ca êm tai khúc hát du dương vang lên liên miên trong đêm khuya tĩnh lặng tiếp theo hẳn là chuyện mọi người mong đợi nhất đó chính là vật phẩm đặc thù mọi người nghe dương phong nói lời này bầu không khí vốn ồn ào náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại vật phẩm đặc thù cuối cùng này cũng là vật phẩm mà mọi người quan tâm nhất liệu nó có quan trọng hơn linh trăng hay không ta sẽ rút ra số hiệu hội viên của ba vị hội viên may mắn nhận được vật phẩm đặc thù sở dĩ vật phẩm đặc thù này đặc biệt như vậy bởi vì nó vô cùng quan trọng dương phong nói tới đây liền dừng lại hắn muốn để mọi người suy nghĩ một chút tưởng tượng xem vật phẩm này rốt cuộc là gì mọi người cũng rất phối hợp với Dương Phong, trong đầu hiện lên đủ loại vật phẩm. Thậm chí có người còn ảo tưởng, liệu có phải là vật phẩm có thể khiến người ta lập tức trở thành tiên nhân hay không? Vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ có liên quan tới tu tiên, hẳn là vậy rồi, có lẽ là bước then chốt nhất để chúng ta từ võ giả chuyển hóa thành tu tiên giả cũng nên. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, nếu không thì dương trưởng quỷ cũng sẽ không đặt nó ở phía sau linh căng. Có người nghĩ rằng nó có liên quan tới tu tiên, hoặc là có liên quan tới linh căn. Cũng có người đoán ra, đó là thứ khiến võ giả chuyển hóa thành tu tiên giả. Dương Phong nhìn thấy ánh mắt muốn nói của mọi người. Ta nhìn thấy ý tứ của mọi người trong ánh mắt các ngươi. Các ngươi nghĩ không sai, vật này, ở giai đoạn hiện tại, quả thật còn quan trọng hơn cả linh căn. Mọi người nghe Dương Phong xác nhận suy nghĩ trong lòng, nhất thời không khống chế được nữa. Qua wow tất cả mọi người đều há to miệng kêu lên ở giai đoạn hiện tại còn quan trọng hơn cả linh căng vậy rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ là thứ có thể khiến chúng ta trực tiếp trở thành tu tiên giả rất có thể hiện tại chúng ta có linh căng nhưng lại thiếu một thứ để võ giả chúng ta chuyển hóa thành tu tiên giả có lẽ vật phẩm đặc thù này chính là thứ đó từng đợt tiếng nghị luận của mọi người truyền vào tai dương phong các thành viên hai bên cửa hàng của dương phong đều lộ ra nụ cười mọi người nhìn thấy nụ cười này trong lòng đều giật thót chẳng lẽ chúng ta đoán đúng rồi thật sự là thứ có thể khiến võ giả chuyển hóa thành tu tiên giả các ngươi nghĩ rất đúng vật phẩm đặc thù này có thể khiến võ giả có linh căng chuyển hóa linh lực trong cơ thể thành ngũ hành linh lực nghe tới đây mọi người đều quên cả thở tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn dương phong như những cái xác không hồn tin tức này thật sự quá chấn động tu tiên thật sự đã tới vật phẩm này có tên là bồi nguyên đan. Một bình bồi nguyên đan có ba viên, người có được sẽ có ba cơ hội trùng kích cảnh giới tu tiên. Cho dù ba lần đều trùng kích thất bại cũng không sao, sau này có được bồi nguyên đan thì tiếp tục dùng để trùng kích là được. Tất cả mọi người vẫn mang bộ dạng ngây dại như xác chết biết đi nhìn Dương Phong, lúc này trong đầu bọn họ chỉ còn lại ba chữ, bồi nguyên đan. Bốp, Dương Phong búng tay một cái. Tiếng búng tay vang lên trong đầu mọi người, khiến tất cả đều hoàng hồn. Mặc dù đã hoàng hồn, nhưng mọi người vẫn mang vẻ mặt luống cuống. Bọn họ từng ngày đêm mong mỏi có thể tu tiên, trở thành tu tiên giả. Hiện tại cơ hội đã tới, bày ra ngay trước mặt bọn họ. Chỉ cần số hiệu hội viên của bọn họ, hoặc là số hiệu hội viên của đệ tử trong thế lực của bọn họ được rút ra. Những thế lực có linh căn kia sẽ có cơ hội sinh ra một tu tiên giả. Hiện tại, bổn trưởng quỷ sẽ rút ra vị khách may mắn đầu tiên có được bồi nguyên đan. Con số trên hư không bắt đầu chuyển động, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm vào chuỗi con số kia. Là ta, là ta, nhất định phải là ta, liệt tổ liệt tông phù hộ, để cho con cháu bất hiếu này đạt được bồi nguyên đan. Các vị thần linh, chúng ta cung phụng các ngươi lâu như vậy, hiện tại chính là lúc các ngươi ra tay. Tất cả mọi người đều lẩm bẩm trong lòng, bất kể là nhắc tới thần linh hay là liệt tổ liệt tông đều hy vọng số hiệu hội viên của mình có thể được rút trúng Bốp, dương phong búng tay số hiệu hội viên đầu tiên có được bồi nguyên đang xuất hiện khi dãy số này xuất hiện toàn bộ tràng diện yên tĩnh lại tất cả mọi người đều so sánh số hiệu hội viên của mình xem có phải là cùng một dãy số hay không mười hơi thở trôi qua tình cảnh vẫn lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều cho rằng người đầu tiên đạt được bồi nguyên đang là người của hạo nguyệt đại lục thì một tiếng gầm gừ vang lên Gào! một tiếng gầm rú của ma thú vang vọng đến tận trời xanh tiếng gầm rú này rất nhiều người đã từng nghe qua hơn nữa còn vô cùng quen thuộc chết tiệt đây là tiếng gầm của hổ mảnh, chẳng lẽ đây là số hiệu hội viên của hắn cho dù không phải của hắn cũng là của ma thú hủy nguyệt ma sâm vì sao bọn chúng đều có vận khí tốt như vậy tiếng bàn tán ồn ào vang lên ánh mắt của một số người đều nhìn về phía trận doanh ma thú của hủy nguyệt ma sâm bọn họ muốn xem rốt cuộc là ai có vận khí tốt như vậy đạt được vật phẩm đặc biệt bồi nguyên đan ha ha số này là của bản hoàng số này là của bản hoàng ha ha sau khi tiếng gầm gừ của hổ mãnh kết thúc tiếng cười lớn theo đó vang lên số hiệu hội viên may mắn đầu tiên được rút ra chính là của hổ mãnh quả nhiên là của tên này vận khí của ma thú hủy nguyệt ma sâm cũng quá tốt rồi ai nói không phải chứ từng đợt thanh âm chua chát vang lên bọn họ ghen tị vô cùng hận không thể cướp lấy tấm thẻ hội viên trong tay hổ mảnh, biến thành của mình. Đặc biệt là những thế lực đã có được linh căn. Hiện tại Thái Thượng trưởng Lão Hùng khoát Hải của huyễn Nguyệt Ma Sâm đã có linh căn, giờ thú hoàng hổ mảnh lại có được bồi nguyên đan. Mẹ kiếp, chẳng phải có thể tạo ra một tu tiên giả sao, mọi người càng nghĩ trong lòng càng chua xót, càng nghĩ trong lòng càng tức giận. Tại sao chứ, tại sao vận khí của chúng lại tốt như vậy, nhưng mọi người cũng chỉ có thể gào thét trong lòng, bọn họ không dám lớn tiếng chất vấn. Nếu không với tính khí của đám ma thú này nhất định sẽ sắn tay áo lên, gào to một tiếng, không phục thì đến chiến một trận, nhưng mà ngay lúc này, một giọng nói vang lên, phá vỡ cục diện này. Hắc hắc, ta nói hổ mảnh, ngươi cười cái gì, bồi nguyên đan này đối với ma thú các ngươi mà nói thì có tác dụng gì, giọng nói của huyền phi vang lên, hắn cười như không cười nhìn đám ma thú huyễn nguyệt ma sâm đang đắc ý ở đó. À. Tất cả ma thú trong nháy mắt này, tiếng hoang hô gầm rú đều im bặt. Hổ mảnh gia gia, đây chỉ là bồi nguyên đang dành cho loài người, đối với ma thú chúng ta mà nói căn bản là vô dụng, ma thú chúng ta nếu muốn tu tiên, chỉ có con đường trở thành linh thú, kết thành yêu đan. Hổ thiên thiên lên tiếng giải thích. Những chuyện này bọn chúng cũng nghe Tiểu Bạch và Huyền Phi nói, dù sao bọn chúng có được một phần trăm triệu ký ức tu luyện của thần thú. Rất hiểu rõ ma thú bọn chúng, làm thế nào để trở thành linh thú, sau khi trở thành linh thú, phải tu luyện như thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ? Đám ma thú vừa rồi còn đang hoang hô, bây giờ lại như quả cà bị sương muối, yểu sừ. Từng tên ủ rũ, từng tên chán nản. Lãng phí, quả thực là lãng phí, tại sao bồi nguyên đang lại rơi vào tay ma thú? Đúng vậy, quả thực là lãng phí, nếu như rơi vào tay Tần thị ta, đại tề đế quốc ta có thể xuất hiện một tu tiên giả. Đáng tiếc, nếu như người của Thanh Vân Thiên Tông ta trúng thưởng, vậy thanh vân thiên tông ta sẽ bay lên trời tần hạo và trương vô hối có linh căng trong lòng có chút khổ sở nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là ghen tỵ ghen tỵ với vận may của đám ma thú huỷ nguyệt ma sâm thú hoàng bồi nguyên đan này có bán không kim đỉnh thiên tông ta nguyện ý mua tông chủ kim đỉnh thiên tông bay đến bên cạnh hổ mảnh, nhỏ giọng hỏi nhưng cho dù hắn có nhỏ giọng đến đâu làm sao có thể tránh được tai của một số người có tâm chứ Nho phong thiên tông ta cũng vậy, đại tề đế quốc ta cũng muốn, những người đầu tiên muốn mua bồi nguyên đan từ hổ mảnh, tiếng nói không dứt. Tần hạo, trương vô hối và sở kinh cuồng đều gia nhập vào. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, không bán, cho dù không dùng được chúng ta cũng phải giữ lại, hổ mảnh lắc đầu, từ chối tất cả yêu cầu giao dịch. Không sai, có lẽ hiện tại chúng ta không dùng được, nhưng không có nghĩa là sau này chúng ta cũng không dùng được. Viên hồng lên tiếng mọi người nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của bọn chúng, chỉ biết lắc đầu tiếc nuối. Dương Phong thấy ma thú hủy nguyệt ma sâm không có hứng thú lắm, liền lên tiếng an ủi, các ngươi cũng đừng nản chí, ở thế giới này, yêu tộc các ngươi muốn tu luyện thành tiên, độ khó vốn đã lớn hơn nhân tộc vô số lần. Tuy nhiên, các ngươi cũng không phải là không có ưu thế, ở cùng một cảnh giới, thực lực của các ngươi dù sao cũng cao hơn nhân tộc không ít. Lúc này, ô vô hùng lên tiếng hỏi, Dương trưởng quỷ, chẳng lẽ không có cách nào để ma thú chúng ta có được thiên phú tu luyện giống như nhân loại sao? Khi ô vô hùng nói ra lời này, tất cả ma thú đều nhìn về phía Dương Phong. Cho dù là ma thú bên thiên thần đại lục hay ma thú bên hạo nguyệt đại lục, đều nhìn Dương Phong với ánh mắt mong đợi. Đương nhiên là có. Khóe miệng Dương Phong khẽ nhếch lên. Tất cả ma thú nghe vậy, tim đều treo lơ lửng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cái gọi là yêu tộc có thế giới của yêu tộc, chỉ cần yêu tộc các ngươi tu luyện ở yêu giới, vậy tuyệt đối sẽ đạt được hiệu quả gấp bội. Yêu giới, yêu giới ở đâu, nơi nào có yêu giới, tất cả ma thú đều nghĩ đến vấn đề này. Dương trưởng quỷ, yêu giới ở đâu? Ma hầu lên tiếng hỏi. Câu hỏi này của ma hầu cũng là câu hỏi chung của tất cả ma thú. Bọn chúng đều muốn biết, yêu giới ở nơi nào, Dương Phong lắc đầu, ta làm sao biết yêu giới ở đâu, ta cũng chỉ là xem tiểu thuyết mà biết thôi, bây giờ chỉ là đang nói nhảm với các ngươi mà thôi. Chúng ma thú thấy Dương Phong lắc đầu, vẻ mặt thất vọng hiện lên trên mặt. Ngay cả Dương trưởng quỷ cũng không biết yêu giới ở đâu sao, Dương Phong thầm giật mình, hành động lắc đầu này của ta có thể sẽ bị bọn chúng xem thường, không được, ta phải tiếp tục giả vờ. Mặc dù ta không rõ yêu giới ở đâu, nhưng các ngươi yên tâm. Có lẽ sau này ta sẽ tự mình tạo ra một yêu giới cũng nên, Dương Phong nói đến đây, cảm thấy mình thật vĩ đại, thật lợi hại. Vần hào quang của mình lúc này, tuyệt đối in sâu trong lòng tất cả mọi người và ma thú. Nhưng mà ngươi đã nghĩ sai rồi. Những người và ma thú đó nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng chỉ ồ lên một tiếng. Trong mắt bọn họ, Dương Phong tạo ra một yêu giới cũng giống như tạo ra một động thiên phúc địa. Có lẽ không có gì khó khăn, dù sao hắn cũng là dương trưởng quỷ. Tạo ra cái gì đó như yêu giới, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Được rồi, nói nhiều như vậy, Chúng ta bắt đầu rút ra số hiệu hội viên thứ hai nhận được bồi nguyên đan. Dương Phong nói xong, búng tay một cái, con số trên màn sáng lại bắt đầu chuyển động. Một phút sau, con số dừng lại, số hiệu hội viên may mắn thứ hai đạt được bồi nguyên đan xuất hiện. Chúc mừng vị hội viên có số đuôi là 7.777 này. Dương Phong nhìn số hiệu hội viên có 4 số 7 ở cuối nói. Đây là số hiệu đẹp nhất cho đến bây giờ. Ngay khi Dương Phong dứt lời một tiếng gầm gừ kích động vang lên. Ha ha, là ta, là số của ta, ha ha ảnh sát, ngũ trưởng lão của thiên thứ lâu, lúc này toàn thân kích động run rẩy. Lâu chủ, ngươi xem, chính là ta, ha ha. Ảnh sát đưa thẻ hội viên của mình cho thiên thứ đang trợn tròn mắt nhìn mình với vẻ khó tin. Thiên thứ không khách khí nhận lấy thẻ hội viên mà ảnh sát đưa tới, sau khi so sánh, tay cũng không tự chủ được rung lên vài cái. Tốt, tốt lắm, ngũ trưởng lão ngươi là công thần lớn nhất của thiên thứ lâu ta ta phải trọng thưởng ngươi thật tốt sau này vị trí phó lâu chủ do ngươi đảm nhiệm thiên thứ một tay nắm chặt thẻ hội viên của ảnh sát một tay vỗ mạnh vào vai hắn chúc mừng phó lâu chủ những sát thủ khác của thiên thứ lâu lập tức chúc mừng ảnh sát đa tại lâu chủ đa tại lâu chủ ảnh sát rất hài lòng với kết quả này hắn vốn không dám hy vọng xa vời mình có thể có được bồi nguyên đan dù sao, đây là nhiệm vụ mà thiên thứ giao cho hắn. Bất kể có được vật phẩm gì, đều phải giao nộp cho thiên thứ lâu. Ảnh sát và tầng lam đều là những kẻ giống nhau, đều là công cụ. Thiên thứ lâu này gặp vận may gì vậy, sau này thiên thứ lâu sẽ phát đạt, có lẽ không lâu sau, thiên thứ lâu sẽ xuất hiện một tu tiên giả. Mọi người nhìn về phía thiên thứ và những người khác, trong lòng chua xót. Nhưng rất nhanh mọi người lại đưa mắt nhìn về phía màn sáng còn có một suất trúng thưởng cuối cùng. Chỉ cần số hiệu hội viên chưa xuất hiện, mọi người đều có cơ hội. Hiện tại, chúng ta sẽ rút ra vị hội viên cuối cùng có được bồi nguyên đan, giọng Dương Phong cao hơn rất nhiều, chỉ cần rút ra số hiệu người trúng thưởng này, nhiệm vụ của hắn cũng có thể hoàn thành. Bốt lại một lần nữa búng tay, khi số hiệu của người trúng thưởng cuối cùng dừng lại, trong đầu Dương Phong vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hoạt động vượt mức phần thưởng nhiệm vụ đã được phát thả dương phong vừa nghe thấy hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ vượt mức trong lòng liền kích động chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức hệ thống còn có phần thưởng thêm sao nếu không thì sẽ không đặc biệt nhắc nhở hắn đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức thần thức của dương phong quét qua không gian hệ thống quả nhiên có ba phần thưởng vừa xuất hiện chúc mừng vị hội viên này nhận được lọ bồi nguyên đan cuối cùng tất cả những hội viên may mắn nhận được vật phẩm sau đó sẽ có một tin nhắn được gửi đến thẻ hội viên của các ngươi bên trong có giới thiệu chi tiết cách nhận vật phẩm và cách sử dụng vật phẩm dương phong thậm chí còn không nhìn xem số hiệu hội viên trúng thưởng là gì hiện tại hắn chỉ muốn kết thúc chuyện này sau đó quay về cửa hàng xem phần thưởng thêm là gì hoạt động thanh minh lần này chính thức kết thúc dương phong nói xong thấy mọi người gật đầu liền biến mất tại chỗ sau khi dương phong rời đi mọi người mới bắt đầu thảo luận người trúng thưởng cuối cùng là ai là ai người cuối cùng nhận được bồi nguyên đang là ai không biết vậy mà không có động tĩnh gì chẳng lẽ là người của hạo nguyệt đại lục trong lúc mọi người đang thảo luận có người phát hiện ra điểm bất thường sau đó cười ha hả ha ha các ngươi nhìn bên kia mọi người nhìn theo hướng ngón tay của người này bên bờ thiên ba hồ ngụy đình đình bị rất nhiều người vây quanh chúc mừng đình đình muội sắp trở thành tu tiên giả rồi đình đình muội mau vào cửa hàng mau nhận bồi nguyên đan ta đã không đợi được muốn xem tu tiên giả là dạng gì rồi đình đình nhà ta là giỏi nhất không chỉ có linh căn bây giờ lại có bồi nguyên đan trở thành tu tiên giả là chuyện chắc chắn rồi người trúng thưởng cuối cùng chính là ngụy đình đình ngụy gia vốn chỉ định dùng mười hai ức kim tệ sau đó nghĩ lại liền cắn răng nạp thêm một ức kim tệ vào thẻ hội viên của ngụy đình đình để nàng đi tiêu xài, như vậy có thể nhận được một suất trúc thưởng quý giá. Dù sao, với vận khí của Ngụy Đình Đình, nếu lãng phí như vậy thì rất đáng tiếc. Quả nhiên Ngụy Đình Đình không phụ sự kỳ vọng của Ngụy gia, vào giờ phút cuối cùng đã nhận được một lọ Bồi Nguyên Đan. Hơn nữa, lọ Bồi Nguyên Đan này có lẽ có thể giúp Ngụy Đình Đình trở thành tu tiên giả đầu tiên cũng nên. Ha ha, Ngụy gia ta hưng thịnh, Ngụy Kiếu Đình cười to sảng khoái. Ngụy gia hưng thịnh là điều tất nhiên. Hiện tại không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản con đường hưng thịnh của bọn họ. Chúc mừng Ngụy quốc công. Ngụy quốc công, hôm nay ngươi phải thiết tiệc đấy. Một số người ở Thiên Phong Thành vây quanh Ngụy gia ba tầng trong ba tầng ngoài đều đến chúc mừng Ngụy Kiếu đình. Ha ha, mọi người đều là láng giềng bạn bè cũ, đừng gọi ta là Ngụy quốc công, ta vẫn thích nghe các ngươi gọi ta là Ngụy gia chủ. Ngụy Kiếu Đình hiện tại vẫn chưa quen với danh xưng Ngụy Quốc Công này. Đặc biệt là những người láng giềng bạn bè cũ ở Thiên Phong Thành này, khi gọi hắn là Ngụy Quốc Công, hắn sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Còn về chuyện thiết tiệc, vậy thì không thể thiếu rồi, trong vòng 3 ngày tới, đến tử lâu của Ngụy gia ta, ăn uống miễn phí, Ngụy Kiếu Đình vung tay lên, trong 3 ngày này, tất cả tử lâu thuộc sản nghiệp của Ngụy gia bọn họ đều miễn phí cho mọi người những người này sau khi nghe được đều hưng phấn kêu to lên nhìn xem nơi này náo nhiệt như vậy một số người trong lòng rất không thoải mái ngươi nói vì sao chuyện tốt như vậy toàn bộ đều rơi vào ngụy gia không biết đây cũng là điều ta không nghĩ ra không nghĩ ra ta cũng nghĩ không thông nhà bọn họ mỗi người đều có vận khí tốt còn chưa tính nhưng cả nhà người ta đều gặp may mắn cái này có chút không nói lý rồi một số người không phải thế lực của thiên tần đế quốc trong lòng rất khó chịu dựa vào cái gì mà chỗ tốt đều để cho bọn họ được bọn họ ở phía sau ngay cả hút một mụn canh cũng không có điều này có gì mà không nghĩ ra theo ta được biết ngụy gia là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của cửa tiệm âm bi ta cũng là người đầu tiên mua sắm vật phẩm cửa tiệm có lẽ đây chính là một nguyên nhân lúc này một người tương đối rõ ràng tình huống ngụy gia đi ra giải thích có lẽ thật sự chính là khả năng này mọi người sau khi nghe xong suy nghĩ kỹ một chút có lẽ chính là khả năng này. Dù sao khách hàng đầu tiên của cửa tiệm chính là có ưu đãi như vậy. Có lẽ đây chính là, duyên, mà Dương Trưởng Quỷ thường suy nói. Lần hoạt động thanh minh này ở thiên tầng đế quốc, đã trở thành người thắng lớn nhất. Trước không nói đến rút thưởng này, chỉ cần các đại thế lực đặt một cửa ra vào động thiên ở thiên tầng đế quốc. Liền để cho thiên tầng đế quốc kiếm được đầy bồn đầy bát. Các ngươi muốn đặt một cửa ra vào động thiên ở thiên tầng đế quốc. Được. Chỉ cần các ngươi trả giá một chút là được, về phần là cái giá gì, vậy mọi người thương lượng tới đi. Nếu như bây giờ có bản xếp hạng giàu có, thế lực đứng đầu tuyệt đối sẽ là Thiên Tần Đế Quốc. Ai bảo bọn họ có được ưu thế trời ban chứ, nếu như không có Dương Phong và cửa tiệm xuất hiện, có lẽ Thiên Tần Đế Quốc sẽ long đong lận đận, bị Thiên Ma Tông tiêu diệt cũng không phải là không có khả năng. Nhưng bây giờ đã trở thành trung tâm chói mắt nhất của Thiên Thần Đại Lục. Đây thật đúng là cái gọi là thời cũng, mệnh cũng, duyên cũng trong cửa tiệm. Dương Phong đi tới khu nghỉ ngơi dành riêng cho mình, ngồi trên ghế sofa. Nhất Hào lập tức bưng lên một ly trà, đặt ở bên cạnh Dương Phong. Là một con rối, Nhất Hào vô cùng xứng đáng. Là nhân viên cửa tiệm, Nhất Hào cũng rất xứng đáng. Dương Phong phi thường hài lòng, lúc này hắn muốn để cho Nhất Hào thoát khỏi thân phận khôi lỗi, biến thành người thật, ý nghĩ này ngày càng mãnh liệt chỉ có điều bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy vật phẩm như vậy nếu không hắn tuyệt đối sẽ bán hết gia sản đi mua dương phong bưng chén trà lên nhấp một mụn nhỏ đặt chén trà lên trên bàn trà hệ thống ta xem thường ngươi rồi thì ra ngươi thật sự công bằng như vậy thì ra ngươi thật sự thấu hiểu lòng người như vậy thì ra ngươi thật sự bá đạo như vậy thì ra ngươi thật sự dương phong khen ngợi hệ thống một trận không ngờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ vượt mức hệ thống thật sự cho hắn một vật phẩm làm phần thưởng Trước kia hắn cũng từng suy nghĩ như vậy, nhưng bị chính mình phủ quyết. Vạn vạn không ngờ rằng, hệ thống thật sự cho hắn một phần thưởng khác. Hệ thống nghe Dương Phong từng đợt nịnh nọt, nhẹ nhàng bay lên. Khen nữa đi, khen nữa đi, đừng, đừng, đừng dừng lại, hệ thống rất hưởng thụ Dương Phong khen ngợi và nịnh nọt, dù sao có thể được Dương Phong khen ngợi và nịnh nọt là một chuyện phi thường khó có được. Dương Phong cũng không keo kiệt, lại một lần nữa hung hăng khen ngợi hệ thống một trận. Nói chừng 10 phút, Dương Phong cảm thấy đủ rồi, nếu như lại khen nữa thì cái đuôi của hệ thống sẽ vểnh lên trời. Thần thức tiến vào trong hệ thống, Dương Phong muốn xem phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ vượt mức này, đến cùng là cái gì? Dương Phong nhìn vật phẩm ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ lấp lánh, vượt mức kia, trong lòng rung động. Nhìn ánh sáng phát ra này, liền biết vật phẩm ban thưởng này, tuyệt đối không tồi. Phong thần phổ, ghi chép danh sách nhân viên quản lý chức vụ của minh giới, nhân giới, Thiên giới, chỉ có viết tên lên phong thần phổ mới có thể thu được quyền hạn tương ứng. Vật phẩm nhiệm vụ không thể bán, Dương Phong nhìn phong thần phổ, có chút choáng váng, cái này chẳng phải có công năng giống với phong thần bản sao, chỉ cần viết tên người lên trên là có thể thành tiên thành thần, nếu thật sự là như vậy, ta sẽ là người đầu tiên viết tên mình lên đó. Chờ sau khi ta thành tiên thành thần, sẽ không còn bị hệ thống này quản thúc nữa. Người muốn làm gì thì làm, ta chính là thần tiên đi treo chọc các nàng tiên không chơi với ngươi nữa hiển nhiên dương phong đã suy nghĩ quá nhiều sau khi mơ màng một hồi dương phong cũng cho rằng mình đã nghĩ nhiều sau đó liền vứt bỏ ý nghĩ này hệ thống công năng cụ thể của phong thần phổ này là gì dương phong nhìn giới thiệu vắn tắt của phong thần phổ cũng không phải là hiểu rõ lắm hắn cần hệ thống giải thích cặn kẽ cho hắn chờ sau khi có chức vị tương ứng ngươi tự nhiên sẽ biết hệ thống cũng không có ý định giải thích cho dương phong tùy ý trả lời qua loa một câu theo hiểu biết của hắn đối với dương phong sử dụng đến phong thần phổ còn rất lâu nữa có lẽ bây giờ nói với hắn sẽ sinh ra một chút cảm xúc tiêu cực một điểm quan trọng nhất là muốn sử dụng phong thần phổ này còn cần phải hoàn thành một vài nhiệm vụ nữa với tính cách của dương phong nếu như cần phải hoàn thành một vài nhiệm vụ nữa mới có thể sử dụng đến phong thần phổ hắn tuyệt đối sẽ mất đi hứng thú đối với phong thần phổ này Dương Phong nghe xong, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biểu môi. Nếu hệ thống không nói, hắn cũng sẽ không hỏi đến cùng. Dù sao đây cũng là một vật phẩm nhiệm vụ, hắn cũng không ngu ngốc đi truy hỏi. Dương Phong đưa mắt nhìn về phía Trấn vực bi, nên nói là Trấn vực bi đã được cường hóa. Trấn giới bi, có thể trấn áp minh giới, để minh giới sẽ không sụp đổ, có thể dung hợp không gian khác cho minh giới sử dụng. Vật phẩm nhiệm vụ, không thể bán dương phong xem xong trong lòng hô lên một tiếng hay lắm sau khi được cường hóa ngay cả tên cũng thay đổi không chỉ có tên bia thay đổi minh vực cũng biến thành minh giới xem ra một giới này lợi hại hơn một vực a à, chủ một vực chủ một giới quả thật chủ một giới này nghe bá đạo hơn chủ một vực dương phong lẩm bẩm một câu trong lòng nhìn trấn giới bi lấp lánh có nó minh giới có thể ổn định lại xem xong trấn giới bi ánh mắt Dương Phong cuối cùng dừng lại ở lục đạo luân hồi giống như vòng xoáy kia. Lục đạo luân hồi, thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Chúng sinh sau khi chết sẽ luân hồi sinh tử trong sáu đạo này. Vật phẩm nhiệm vụ, không thể bán, Dương Phong xem xong giới thiệu của lục đạo luân hồi giống như trong tưởng tượng của mình. Sau khi người chết sẽ dựa theo thiện ác lúc còn sống mà phán định phải rơi vào luân hồi nào. Sáu đạo, cũng có thể chia làm tam thiện đạo và tam ác đạo tam thiện đạo là thiên thần đạo nhân gian đạo a tu la đạo tam ác đạo là địa ngục đạo ngạ quỷ đạo súc sinh đạo sau khi người chết cụ thể đi đâu vẫn phải xem nghiệp mà người đó đã tạo ra để quyết định dương phong xem xong lục đạo luân hồi liền hỏi một câu không đầu không đuôi hệ thống tiếp theo phải làm sao dương phong nói lời này khiến hệ thống có chút choáng váng làm sao là làm sao chính là chuyện liên quan đến minh giới đó." Dương Phong đương nhiên trả lời, "Hiện tại ta còn có chuyện gì cần phải hỏi, không phải là chuyện liên quan đến minh giới sao?" Dương Phong còn đang thầm oán trách hệ thống một cái, sao vừa mới khen hệ thống một hồi mà đã không còn nhãn lực nữa rồi. Nhưng mà hệ thống nghe Dương Phong nói lời này, trong nháy mắt liền hưng phấn. "Ngươi giác ngộ rất tốt, ta rất thích." Tên ký chủ không đáng tin cậy này, sao bây giờ lại có giác ngộ tốt như vậy? thế mà lại chủ động kích hoạt nhiệm vụ như thế nếu như có nhiều lần giác ngộ như vậy vậy đại nghiệp của ngươi chẳng phải rất gần sao mẹ kiếp ta có phải nói nhiều quá rồi không dương phong nghe hệ thống nói lời này đột nhiên ý thức được mình có phải nói sai cái gì hay không nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha